Hello, xin chào mừng mọi người quay trở lại với channel Thiên Vũ Idol ha. Thì mình là Khánh. Lần này thì mình sẽ không lên về âm thanh nữa, mình sẽ lên về màn chiếu máy chiếu ha. Lần này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái combo màn chiếu máy chiếu, phải nói là nó hợp lý nhất cho cái mùa Euro này, để mọi người có thể mua sắm về, mọi người có thể xem đá banh, ngoài ra có thể tận dụng xem phim được luôn ha. Đương nhiên thì màn chiếu máy chiếu thì như mọi người đã biết, trên thị trường nó rất là nhiều loại. Thương hiệu khác nhau, rất là nhiều loại màn chiếu khác nhau, màn chiếu nó còn kinh khủng nữa. Thì với tiêu chí của Thiên Vũ thì cái combo này sẽ đáp ứng được 3 tiêu chí. Thứ nhất là tiêu chí đầu tiên là giá thành. Giá thành là phải hợp lý với chất lượng. Đó, giá thành phải tốt, giá thành phải hợp lý trong cái mức khoản đầu tư của mọi người. Thứ hai nữa là chất lượng âm thanh, chất lượng về hình ảnh. Chất lượng về hình ảnh thì thứ nhất là nó phải đạt được đủ độ sáng này, để mọi người chiếu đá banh nó phải đủ sáng, mọi người coi nó mới đã. Chứ mà tối tối như mấy cái phòng chiếu phim thì không ổn, bởi vì hầu hết là những nếu mà mọi người coi đá banh á thì mọi người sẽ coi ngoài trời. Đó, ngoài trời thì đương nhiên nó sẽ có ánh sáng đèn của đèn mà đèn đường á, nó sẽ chiếu vô thì bắt buộc độ sáng nó phải tốt. Nhưng độ sáng tốt thì phải đi cùng với là cái màu sắc phải đẹp nha mọi người. Cái màu xanh nó phải màu đủ xanh nè, nó đủ phải đủ rõ nét để mình thấy các cầu thủ nó đang di chuyển, nó phải mượt mà, nó không có quá mờ nè, để mình cái chất lượng, cái trải nghiệm của mình nó sẽ tốt hơn. Và cuối cùng chắc chắn rồi là phải là một cái độ linh động, tức là một người như mình đi, không cần phải hai nhiều người, cũng có thể căng cái màn chiếu ra, cũng có thể lắp đặt máy chiếu một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể, không phải rườm rà những cái loại khác. Thì lần này cái combo mình sẽ là gì thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Ok, thực tế thì đây là một combo mình đã bán cho khách rồi, và mình đã xin phép anh là cho khui cái bộ sản phẩm này ra để mình test trước, cũng như là dán tem này kia để thử cho anh trước khi gửi cho anh ha. Rồi thì đây, mời bạn quay phim vào đây. Đây sẽ là combo màn chiếu máy chiếu của mình đây. Đầu tiên sẽ nhân vật chính thì chắc chắn là nó sẽ là con máy chiếu rồi. Máy chiếu dòng này là thương hiệu của Vivitech ha, một dòng thương hiệu của Trung Quốc nha. Rồi mã của nó đâu ta? Mã của nó không thêm mã. Đây, nó của nó là DS330 nha mọi người. Đây, mã của nó là DS330. Dòng này là một dòng chiếu đá banh khá là ok nha mọi người. Giá thành cũng tốt nữa. Tầm như giá tầm khoảng 11 triệu rưỡi thôi. Không quá cao, đương nhiên cũng không quá thấp. Đương nhiên trên thị trường nhiều loại máy chiếu nó có 3-4 triệu cũng có, nhưng mà thực tế thì như mình đã nói, cái tiêu chí của bên Thiên Vũ là nó phải chất lượng, nó phải đủ tốt. Chứ còn nếu mà máy chiếu mà chiếu lên mà cầm thì mà như mấy cái chiếu ngày xưa thì thôi, thả xem tivi còn hơn. Rồi trong hộp của nó sẽ có này, remote này, dây VGA để kết nối này, này xài. Giờ này cho dây VGA nó trời không biết cắm gì luôn á. Rồi đây, máy chiếu đây. Ok, mình lấy ra nha. Cái này nó hiện tượng chứ. Rồi ok, để đây đã. Trong thùng thì nó có thêm sách hướng dẫn, chắc mình chả cần sách hướng dẫn đâu. Ok rồi, đây này mình tháo cái thùng ra đây. Đây à, này mình xin phép anh khách trước rồi nha. Rồi mình mới tháo chứ không phải mình tự ý mình tháo đâu mọi người. Đây ok, gì đây trời. Đây là cái nó, trong nó sẽ có cái tem này. Đầu tiên là mình thấy tem này, tem bảo hành này của nhà phân phối này. Tem bảo hành của nhà phân phối dán lên ha. Thứ hai nữa nó sẽ có cái đồ để mình che cái bóng chiếu này nè, để tránh bụi bặm này kia trong quá trình di chuyển này, mình có thể tháo ra ha. Đó, nó giống cái máy ảnh thôi mọi người. Đó. Rồi ok, đây là cái zoom bằng cơm nha. Zoom giết rồi lấy nét bằng cơm nha. Rồi thì rồi đằng sau nó thì có RS232 nè, HDMI nè, USB, VGA in, audio out. Rồi ok, không có gì đặc biệt. Rồi nhưng mà trình chiếu lên nó sẽ có sự khác biệt này mọi người. Rồi cái món thứ hai là cái món theo combo này. Là một cái màn chiếu di động, như trước Sang có review cho mọi người rồi, bạn Sang có review cho mọi người ngoài trời rồi ha. Thì đợt đó là mình quay cái con mà 80 inch. Đợt này anh khách anh chơi con 120 luôn. Coi cho nó đã. 80 nó chưa phê lắm, chưa đủ phê. 120 nó phê hơn.
Đây. Dài dữ á. Con này mình nhớ không nhầm nè, nó phải dài 2 mét mấy ấy mọi người. 2 mét 7 luôn á, cỡ đó. Nói chung cái này đợt này có mùa đá banh á thì mọi người mua về, tuy nhiên là mọi người vẫn có thể tận dụng xài cho những vấn đề công việc khác. Đặc biệt như là chẳng hạn như mọi người có thích hát karaoke ngoài trời nè, bên mình Thiên Vũ hay bán những dàn karaoke ngoài trời như con LD System nè. À, mọi người cũng có thể tận dụng cái này, mọi người cắm vô cái đầu karaoke để mọi người trình chiếu luôn, cũng rất là ok, cũng rất là tốt nha. Cuối cùng em nó xuất hiện đây. Ây da, xước tay nha. Rất là dài nha mọi người. Tại vì con này nó đến 120 inch nên nó khá là bự. Quá bự luôn. Quá khủng khiếp. Rồi. Đó. Đương nhiên ở trong thùng ra thì mọi người tháo nó sẽ hơi cực chút xíu. Nhưng mà sau khi tháo xong rồi, mọi người để rồi thì nó sẽ khỏe hơn. Ok. Mình đã không, chắc mình phải dựng nó lên. Đụng chân chúng ta. Hạnh kéo giùm anh với. Ok. Đó, đơn vị vận chuyển cũng khá là tốt, là khi là đâu là cái này nè. Con này nó có cái chân nè, mọi người ngá nó ra là xong nè. Mọi người quay ngang nó ra là xong. Đó, thấy không? Quay ngang nó là xong. Ok. Để nhấc lên. Đó, mọi người chỉ đặt này là xong rồi. Rồi xong, hết rồi. Sau này nó có hai cái ngàm nè. Coi cho mọi người coi, có hai cái ngàm. Mình gỡ này ra. Đó, thấy không? Rồi. Còn nhấc. Đó, rồi. Đây nó có chữ Lip Here đây nè. Thì nó cái này hàng nhập khẩu nên nó là xài tiếng Anh, không có tiếng Việt ha. Xong. Nhấc lên. Rồi, ok. Đây, nó sẽ có một hệ khung đứng nè. Mọi người thấy không? Khi mọi người xả lên xả xuống á, nó rất là dễ, nó hơi cao. Mình hơi lùng. À, mọi người thấy không? Thấy nó di chuyển không? Đó, mọi người thấy không? Rất là đơn giản. Đó. Mọi người thấy hệ khung không? Hệ khung làm rất tốt nha. Một tay làm được nha. Đó, đẩy lên xíu. Xong. Hơi bị vững nha. Rồi. Ok, vậy là xong. Để mình chiếu thử một clip đá banh cho mọi người coi thử chất lượng của dòng này nha. Ok, sau tầm 5 phút thì Hục ngồi canh chỉnh máy chiếu rồi canh nét này kia thì bên mình đã hoàn thiện xong rồi nha. Rồi đây. Mình sẽ để nguyên đèn nha mọi người. Phòng này thì sẽ nó hơi tối một xíu, nó giống phù hợp với kiểu đang buổi tối. Vì thường mọi người có đá banh mọi người có buổi tối mà. Tuy nhiên đèn mình sẽ mở hết nha mọi người. Đèn sẽ mở hết. Đặc biệt nó còn thêm con này nữa. À, con đèn chuyên cho mấy bạn quay phim nè. Rất là sáng nha, là trang chiếu thẳng coi như là dạ thẳng vô cái màn chiếu luôn. Và mọi người có thể thấy rất rõ nha mọi người. Không biết là mọi người có coi thực tế nhưng mắt mình ở đây nhìn là rất là rõ nét. Và cái màu sắc nó cũng phân biệt rất là rõ ràng. À, rất là ok. Mà trong môi trường nó như nếu mà tắt cái đèn này đi thì nó hơi tối thêm một chút xíu nữa. Nếu mà tắt cái đèn đi mà đúng nhất này. Đó, như xíu nữa mình sẽ tắt cái đèn đi, mình quay cho mọi người coi. Đó, thì đây cái máy chiếu nó đang ở đây. Đây, máy chiếu nó ở đây. Thì khoảng cách từ đây đến đó thì theo mình thấy như nó khoảng như ta 1, 2, 3, 5, 6. Tầm 6 mét đó mọi người. Bước chân mình tầm 80 thì nó tầm 6 mét. Tầm 7 bước, tầm 5 mét mấy, gần 6 mét. Đó, thì với khoảng cách như này là chiếu ra một cái màn coi như là 120 inch chuẩn chỉ. Ok, ngon lành ha. À, cái này mà coi đá banh ở ngoài trời rất là ok nha mọi người. Chắc nhờ bạn quay phim mà tắt cái đèn chút xíu để cho mọi người coi cho chính xác. Đó. Tắt đèn đi ha. Đó, đó mọi người thấy không? Cái màu nó sâu hơn nhiều, nó sẽ không bị dạ sáng lên nữa và cái màu sắc nó sẽ sâu hơn nhiều. Và đây sẽ là hình ảnh mọi người coi thực tế. À, mọi người coi thực tế. Khi mọi người mua và lắp đặt à, đương nhiên thì những cái dòng này á, nếu mọi người ở Sài Gòn á thì bên Thiên Vũ sẽ qua và lắp đặt và cân chỉnh miễn phí cho mọi người nha. À, lắp đặt và cân chỉnh miễn phí.
Và nếu mọi người có thắc mắc gì về bộ dàn này thì mọi người có thể comment phía dưới, hoặc là mọi người có thể gọi lấy hotline để bên mình có thể chia sẻ và tư vấn thêm cho mọi người ha. Mình là Khánh, xin hẹn mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.